Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2017. Tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền và bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ai Cập, 36 người tử vong, 123 người bị thương. Bùng nổ cùng Mỹ Tâm trong đêm lễ hội sữa đầu tiên tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận ngành sư phạm đang u ám và có những chính sách nằm ngoài tầm kiểm soát của bộ này nhưng không được sốt ruột. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay trò chuyện với nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam xung quanh bộ sưu tập áo dài sen vàng với những họa tiết hoa văn được dát vàng và kim loại quý khác tại tuần lễ thời trang danh giá New York Culture Fashion Week. Tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo du lịch Guam của nước Mỹ trước các lời cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên. Thưa quý vị, đêm qua 11 tháng 8, một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc đã xảy ra tại thành phố ven biển Alexandria ở miền Bắc của Ai Cập, khiến ít nhất là 36 người thiệt mạng và 123 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu xuất phát từ thủ đô Cairo đâm vào đoàn tàu khác khởi hành từ thành phố Port Said tại thành phố ven biển Alexandria, miền Bắc nước này. Bộ trưởng Giao thông Ai Cập đã yêu cầu mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đây là vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất tại Ai Cập kể từ tháng 11 năm 2013, khi một đoàn tàu hỏa đâm vào một chiếc xe buýt ở phía nam thủ đô Cairo, khiến ít nhất là 27 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tháng sau một vụ va chạm giữa một đoàn tàu chở các quân nhân bị trật đường ray, khiến 17 người thiệt mạng hồi năm 2012. Vụ va chạm giữa tàu hỏa và một xe buýt chở học sinh cướp đi sinh mạng của 47 học sinh. Thưa quý vị, cũng trong đêm qua 11 tháng 8, Đan Mạch thông báo phát hiện thêm 2 tấn trứng bị nhiễm thuốc trừ sâu fipronil tại nước này. Ba Lan cũng cho biết đã kịp thời ngăn chặn 40.000 quả trứng bẩn nhập từ Đức được bày bán. Trong một thông báo, Cơ quan Quản lý Thú y và Thực phẩm Đan Mạch cho biết đã thu hồi 2 tấn trứng nhập khẩu loại 10 kg mỗi túi, mặc dù lượng fipronil không ở mức độ có thể gây hại cho sức khỏe. Như vậy, đến nay, nhà chức trách Đan Mạch đã thu giữ tổng cộng 22 tấn trứng bẩn. Số trứng này chủ yếu được giao cho các quán cà phê và các đầu mối cung cấp thực phẩm. Trong khi đó, lực lượng thanh tra vệ sinh thực phẩm của Ba Lan đảm bảo những quả trứng bẩn chưa tới tay người tiêu dùng, đồng thời cho biết số trứng này sẽ bị hủy hoặc gửi trả cho các nhà cung cấp tại Đức. Được biết, 40.000 quả trứng này được đưa đến 3 khu vực khác nhau của Ba Lan. Lực lượng chức năng Ba Lan đã được thông báo về trứng nhiễm fipronil qua hệ thống cảnh báo nhanh và rộng của EU. Liên quan đến cuộc khủng hoảng ngoại giao Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã không phản ứng gay gắt việc Nga buộc Mỹ cắt giảm hàng trăm nhân viên ngoại giao, mà trái lại, vào đêm qua 11 tháng 8, còn lên tiếng cảm ơn người đồng cấp Vladimir Putin. Lý do mà ông Trump đưa ra là Tổng thống Nga Putin đã giúp Mỹ cắt giảm biên chế và tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Đây được coi là bình luận đầu tiên của Tổng thống Mỹ sau gần 2 tuần im lặng về quyết định bất ngờ của Tổng thống Nga Putin vào hôm 30 tháng 7, yêu cầu Mỹ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại các đại sứ quán và lãnh sự quán ở Nga trước ngày 1 tháng 9. Quyết định của ông Putin được cho là nhằm đáp trả lệnh trừng phạt Moscow mà Quốc hội Mỹ mới thông qua. Theo Reuters, phát biểu của ông Trump trái ngược với phản ứng của Bộ Ngoại giao Mỹ khi gọi động thái của Nga là đáng tiếc và không cần thiết. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về phát ngôn trên của Tổng thống. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào rạng sáng nay 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam tuyên bố các giải pháp quân sự đã sẵn sàng. Đây là phát ngôn mới nhất của ông Trump trong cuộc khẩu chiến lớn nhất từ trước đến nay giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Triều Tiên. Trong một bình luận đăng trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cảnh báo các giải pháp quân sự hiện đã sẵn sàng nếu Triều Tiên hành động không khôn ngoan. Ông cũng nhấn mạnh hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tìm ra một con đường khác. Tuyên bố trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra một ngày sau khi nhận được lời đe dọa chút hỏa lực và cơn thịnh nộ lên Pyongyang có thể chưa đủ cứng rắn. Sau tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng phản đối bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên. Bà đồng thời kêu gọi các bên liên quan hợp tác chặt chẽ, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc cũng như Hàn Quốc và Nhật Bản
để xoa dịu tình hình căng thẳng trong khu vực. Vào tối qua 11 tháng 6, lễ hội sữa Hàn Quốc với quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 6 tập đoàn sản xuất sữa hàng đầu Hàn Quốc, ca sĩ Mỹ Tâm và nhiều tên tuổi nổi tiếng nhằm kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Hàn, đem đến một sân chơi thú vị cho giới trẻ và bổ sung kiến thức dinh dưỡng cho các gia đình vào dịp cuối tuần. Tuần lễ Xin chào lễ hội sữa Hàn Quốc lần đầu tiên diễn ra bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 8 năm 2017. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, tìm hiểu không gian văn hóa Hàn. Bên cạnh đó, lễ hội là nơi để người dùng có thể tiếp cận, cập nhật kiến thức về vai trò quan trọng của sữa đối với trẻ em, ba mẹ. Cung cấp những thông tin chính xác hữu ích nhất về sữa và cách dùng sữa phù hợp cho từng độ tuổi và nhu cầu. Sữa là một thành phần rất tốt cho sức khỏe. Thứ nhất, uống sữa mắt có tầm nhìn sáng. Thứ hai, mang lại sức khỏe đầy đủ cho mình và làn da tốt. Thứ ba, điều quan trọng người Hàn Quốc suy nghĩ là mang lại trái tim khỏe mạnh cho con người. Đây cũng là dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, cho nên thông qua sự tiến hội nhập này sẽ mở ra sự phát triển mới cho mối quan hệ nền kinh tế hai nước trong ngành công nghiệp chế biến sữa. Hòa chung không khí sôi động của lễ hội sữa Hàn Quốc còn có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng. Với mong muốn truyền tải màu sắc, tinh thần tươi mới, mang lại những giây phút thư giãn đến cho mọi người. Đêm qua, sau 3 giờ bao vây truy tìm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nghi can sát hại nữ sinh lớp 11 rồi bỏ trốn trong tình trạng tử vong, bên cạnh khẩu súng, trên đầu có vết thương. Theo đó, thi thể được tìm thấy tại vườn khoai mì thuộc xã Suối Chầu, huyện Long Thành, được cho là nghi can tên Trung, 34 tuổi. Khu vực này cách ngôi nhà anh ta bắn chết nữ sinh khoảng 800 mét. Theo cán bộ điều tra, xác định nghi can, lực lượng chức năng đã phát loa yêu cầu đầu thú, nhưng do địa bàn rộng, nghi can mang theo súng và bắn trả công an xã, nên cảnh sát phải mặc áo chống đạn, tiến sâu vào khu vực nghi can ẩn nấp. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 11 tháng 8, người dân xã Bình Sơn, huyện Long Thành nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại căn nhà ấp 11. Khi mọi người chạy đến, phát hiện người đàn ông cầm súng chạy ra ngoài, còn nữ sinh lớp 11 bị thương nặng ở hai vị trí. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Căn nhà xảy ra án mạng là của bà ngoại thiếu nữ. Theo gia đình nạn nhân, cô gái và người đàn ông này có tình cảm khá lâu. Thời gian gần đây hai người thường xảy ra cãi vã. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố, hôm nay Hà Nội sẽ ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi diện rộng từ ngày 12 tháng 8 và duy trì thường xuyên đến ngày 4 tháng 9 năm 2017. Theo đó, bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, toàn thành phố ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường. Trong chiến dịch này, Ủy ban nhân dân thành phố huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các đoàn thể và người dân, xử phạt các tổ chức cá nhân cố tình không thực hiện biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức đánh giá tình hình, đảm bảo khống chế hiệu quả tình hình sốt xuất huyết. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, điều tra, tổ chức cập nhật hàng ngày số liệu ổ dịch tại cộng đồng, đảm bảo hóa chất phun đúng liều lượng, không gây độc và hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong. Theo số liệu thống kê, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2016 và ghi nhận 7 trường hợp tử vong. Ngay sau cuộc họp khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hà Nội về tình hình sốt xuất huyết, thì một cuộc họp tương tự nhanh chóng diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều qua. Tại đây, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc công bố dịch đúng địa phương, đúng thời điểm sẽ là thuận lợi cho công tác phòng chống và dập dịch sốt xuất huyết. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương nào đủ yếu tố thì cần phải công bố dịch sốt xuất huyết. Những thông tin cụ thể như tên bệnh, quy mô, thời gian phát dịch cần phải được công khai minh bạch cho người dân. Dựa vào đó, người dân có ý thức với dịch bệnh, cách phòng ngừa, tính nguy hiểm của bệnh và biến thành hành động cụ thể. Những điểm lợi này sẽ có ích trong công tác phòng chống dịch tại các địa phương trên cả nước. Các chuyên gia cũng cho rằng việc phun hóa chất diệt muỗi chỉ là biện pháp tạm thời, biện pháp hạ hỏa chứ không phải là triệt để. Hơn nữa, việc phun thuốc nếu thường xuyên liên tục sẽ dẫn đến muỗi bị kháng thuốc không còn hiệu quả. Diệt loang quang vẫn là biện pháp hiệu quả nhất và đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 12.000 trường hợp sốt xuất huyết nhập viện
và hiện đang có dấu hiệu chững lại trong 7 tuần qua. Quá tải bệnh viện được xem là một căn bệnh trầm kha của ngành y tế. Trong đó thì các bệnh viện tuyến càng cao, quá tải lại càng trầm trọng. Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế là một ví dụ. Sau 7 năm phối hợp thực hiện mô hình giảm tải thì đã có hơn 10 bệnh viện tham gia vào mạng lưới của bệnh viện này để chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất có thể. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhờ thực hiện mô hình giảm tải, tỷ lệ bệnh nhân xuất viện theo diện chuyển giảm tải tăng 10%, số ngày điều trị giảm đáng kể. Và chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017 đã có 454 trường hợp được phẫu thuật tại các bệnh viện hợp tác. Trong 7 năm qua, từ 7 bệnh viện tham gia giảm tải, đến nay đã có 12 bệnh viện phối hợp tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân từ Chợ Rẫy chuyển sang, tập trung vào các chuyên khoa như ung thư, chỉnh hình, tim mạch. Mỗi ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy phải tiếp nhận gần 10.000 lượt bệnh nhân nội và ngoại trú, nên luôn trong tình trạng quá tải, buộc phải triển khai mô hình này và có những hiệu quả nhất định. Tiêu chí trọng tâm của mô hình là đảm bảo an toàn cho người bệnh, phạm vi chuyên môn và năng lực phù hợp. Ngoài việc chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện trong mạng lưới, bác sĩ của Chợ Rẫy vẫn tiếp tục theo dõi bệnh và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế. Liên quan đến vụ việc một cô gái nâng ngực khi đang có thai và tử vong sau đó tại thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng sốc nhiễm trùng. Chiều qua, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bác sĩ trực tiếp tư vấn và thực hiện ca nâng ngực này. Trong khi đó, các chuyên gia thẩm mỹ thì khẳng định ca phẫu thuật trên đã sai quy trình căn bản, vì ngay khi khám để nâng ngực thì bác sĩ sẽ xác định được là nữ bệnh nhân này có thai hay không. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hành, chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ tại Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy trình phẫu thuật nâng ngực cũng giống như một quy trình của bất kỳ một ca phẫu thuật gây mê nào. Bác sĩ phải nắm rõ tiền sử, tiền căn của người có nhu cầu phẫu thuật. Ví dụ như là cái cô vừa rồi cổ bị cái lupus đỏ nha. Đó, hay là cô cái người đó người ta bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị bệnh thận, bị những bệnh miễn nhiễm, máu không đông. Đó. Thì những cái yếu tố đó người ta có sẵn và cái phẫu thuật nó là điều kiện thuận lợi và để cho nó những cái bệnh mà tiềm ẩn đó nó phát ra. Và thường là bệnh nhân bị nguy kịch là do những bệnh đó. Đối với nâng ngực, bác sĩ khẳng định bằng mắt thường có thể nhận biết màu nấm vú của người đang mang thai. Hơn thế, các xét nghiệm như điện tim, HCG để xác định có thai, xét nghiệm máu, chụp phổi. Các kết quả này cũng có thể xác định bệnh nhân có thai hay không. Do đó, trường hợp nâng ngực khiến một cô gái tử vong khi đang mang thai đã bỏ qua bước tầm soát quan trọng theo quy trình phẫu thuật. Có thể là cái bác sĩ này cũng chưa có nắm rõ cái bệnh nhân của mình. Không khám rõ. Ví dụ như bệnh nhân có thai chẳng hạn, thì cái đôi khi bệnh nhân không có thai, không chịu khai ra mình có thai, hoặc là bệnh nhân không biết mình có thai thì cũng khó. Nhưng mà nếu thật ra nếu mình mà theo dõi sát mình thì mình cũng có thể phát hiện. Nếu như mà cái hồ sơ tài liệu cho thấy rằng người ta không hề khai thác cái yếu tố này thì có nghĩa rằng người ta đã bị bỏ sót qua một cái quy trình điều tra bệnh sử. Bên thanh tra sở y tế sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cái cấp bằng chứng, cái chứng chỉ hành nghề cũng như là các cái phạm vi hoạt động đối với lại cái bác sĩ này trong cái việc mà thực hiện cái phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, một cô gái 22 tuổi tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh được phẫu thuật nâng ngực vào ngày 8 tháng 4 tại bệnh viện Vạn Hạnh. Sau đó, vết mổ xảy ra biến chứng nghiêm trọng. Bệnh nhân được chuyển qua hai bệnh viện khác trong tình trạng sốc nhiễm trùng sau khi phẫu thuật nâng ngực. Tại bệnh viện, bệnh nhân được xác định có thai 16 tuần và tử vong sau đó. Bác sĩ phẫu thuật nâng ngực là một bác sĩ răng hàm mặt. Dự án lấn sông Đồng Nai lại phải tiếp tục với điều khúc chờ khi mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát đi thông tin cho biết dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven khu vực con sông này hiện vẫn chưa thể tái khởi động. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải kè bờ để phòng chống sạt lở bờ sông và phải thiết lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước. Bên cạnh đó, Bộ yêu cầu tỉnh này phải có biện pháp để phòng chống các nguy cơ gây ô nhiễm, tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao và bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa lịch sử. Đặc biệt, Bộ lưu ý Đồng Nai quan tâm đến góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các trận lũ trên sông Đồng Nai, tạo lòng chảy và phải tính toán các trường hợp lấn sông bằng mô hình vật lý. Được biết hiện tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn đang chờ ý kiến các bộ ngành trung ương và chưa thực hiện bất cứ động thái nào đối với dự án này.
Dường như chưa bao giờ các dự án âm nhạc, phim ảnh lại đổ bộ trên sóng của YouTube nhiều như thời điểm hiện nay. Nắm bắt được nhu cầu của lượng lớn người theo dõi kênh thông tin này, thì thể loại phim kinh dị có nội dung hướng tới rằm tháng 7 cũng đang tạo được sự chú ý của đông đảo mọi người. Chỉ sau 2 tuần ra mắt, 2 tập phim đầu tiên của thể loại này đã thu hút 7 triệu lượt xem và con số này hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, bộ phim có tựa đề Rằm tháng 7, series phim hài kinh dị với đề tài mang đậm màu sắc tâm linh kỳ bí với sự tham gia của một số diễn viên ấn tượng như nghệ sĩ Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Trấn Thành, Anh Đức, Chi Dân. Được biết đây cũng chính là dự án trên kênh YouTube của diễn viên hài Anh Đức được xây dựng và hoàn tất trong khoảng thời gian hơn nửa năm. Hầu hết các cảnh quay đều thực hiện vào ban đêm và ở sâu trong rừng với nội dung đan xen giữa sự ma quái và hài hước nhằm mang tới cho người xem những trải nghiệm ở nhiều cung bậc khác nhau. Theo đó, với loạt phim này, những tình tiết phá án ly kỳ thót tim với những cảnh quay ma quái chính là đặc sản khiến cho thể loại phim này đang ngày càng trở nên thu hút lượng người xem trên YouTube. Hôm qua 11 tháng 8 ở tại thành phố Hồ Chí Minh, một lớp học đặc biệt chưa từng có mang tên là lớp học di cư đã diễn ra và thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ, những người đã đang và sẽ có nhu cầu di cư một cách an toàn cả ở trong và ngoài nước. Trong số những bạn trẻ ngồi đây, không ít người đều đang ấp ủ cho mình những dự định di cư vì nhu cầu học tập hay lao động nhằm phát triển bản thân. Không quá khi nói đó chính là nhu cầu có thật của đa số những người trẻ Việt hiện nay. Thế nhưng thực tế không phải ai cũng hoạch định được cho mình một kế hoạch cụ thể để di cư, du học hay xuất cảnh lao động. Nếu bạn sang đó mà lại không có những cái địa chỉ đáng tin cậy, những cái thông tin cần thiết ở nơi đến thì bạn lại đặt mình vào nhiều cái rủi ro khác nhau. Những cái rủi ro về bóc lột, và bóc lột ở đây thì rất là nhiều hình thức, bóc lột về mục đích tình dục, về mục đích lao động hoặc là thậm chí là lấy nội tạng và những cái mục đích khác nữa. Xoay quanh câu chuyện di cư của người Việt, có không ít những nỗi niềm, trăn trở, thậm chí tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Tuy nhiên, bài học rút ra sau mỗi chuyến di cư ấy có lẽ không đủ ngăn làn sóng di cư từ nông thôn lên thành thị, từ những nước đang phát triển như Việt Nam sang các nước có nhu cầu lớn về lao động có dấu hiệu dừng lại. Vì thế, tự mình trang bị kiến thức là yêu cầu tiên quyết. Lúc nào cũng phải có được những cái thông tin về những cái cơ quan tổ chức mà có thể bảo vệ lợi ích của mình. Một trong những vấn đề rất quan trọng là các những người di cư đó phải có một số các hiểu biết về ngoại ngữ, về cái ngôn ngữ mà nơi đó. Được biết, đây là chương trình do nhóm hiệp sĩ di cư tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động di cư an toàn tại Việt Nam, mà đối tượng hướng tới đầu tiên chính là giới trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mưa điểm 10, 30 điểm vẫn chưa đại học, 9 điểm 3 môn, độ cao đẳng sư phạm. Trường đại học có hơn 110.000 thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học và còn nhiều vấn đề nóng của ngành giáo dục đã được mổ xẻ trong hội nghị tổng kết giáo dục đại học năm 2016-17 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-18 diễn ra vào hôm qua. Trước hàng loạt vấn đề được cho là bất cập sau kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng xã hội cần nhìn nhận đánh giá một cách bình tĩnh, thấu đáo. Là nhiều vấn đề bức xúc của ngành. Không phải chúng ta không biết, nhưng vấn đề chúng ta nhận thức và làm từng bước thế nào, khẩn trương nhưng không nóng vội. Nếu cách thức như hiện nay, đó là các cái trường địa phương, các trường cao đẳng và đặc biệt là cái việc tuyển dụng giáo viên ở các cơ sở, tôi cho rằng việc này đang vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy tôi nghĩ rằng là Bộ trưởng đã chỉ đạo rất rõ là nhận thấy cái điều này, nhưng mà với tay vào các cái việc cụ thể, nếu không có cái sự vào cuộc của các cái ban tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh của các địa phương thì tôi nghĩ rằng là khó mà chúng ta thực hiện được. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm, bản chất của hiện tượng nhiều điểm 10 là do phương thức thi năm 2017 có nhiều đổi mới, nhiều môn thi chuyển từ thi tự luận sang thi trắc nghiệm. Trong đó tỷ lệ môn thi đạt điểm 9, điểm 10 chỉ là 3-4%, còn điểm trung bình vẫn chiếm đa số. Tại sao trong quân đội, công an hấp dẫn nhiều? Tất nhiên là những cơ sở tốt, nhưng có một phần là các cháu nó muốn vào học không phải mất gì cả, điều kiện tốt, ra trường có việc làm ổn định. Thế bây giờ ngành sư phạm của chúng ta quy hoạch cũng học kinh nghiệm như vậy, giả soát, tính toán như vậy, chúng ta làm nghiêm túc trong 5 năm. Báo cáo các đồng chí ngồi đây không được sốt ruột, nó sốt ruột đảo, nhưng mà cứ tằng tằng làm như vừa rồi là thất bại.
thì chúng ta có lộ trình. Báo cáo ông chí thì bộ đã có một cái ban chỉ đạo của bồi dưỡng đào tạo các nhà giáo đang làm rất quyết liệt. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết sẽ giải quyết nhanh các vấn đề này, quy hoạch lại các trường sư phạm, chỉ tập trung một số trường đại học sư phạm lớn, còn những trường khác làm vệ tinh, ban hành chuẩn giáo viên để các trường sư phạm triển khai. Ngoài ra, có những chính sách nằm ngoài tầm kiểm soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ sẽ làm việc với Bộ Nội vụ để từng bước giải quyết. Vào tuần tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm việc với các trường sư phạm về vấn đề này để đưa ra giải pháp. Thưa quý vị, vào hôm nay và ngày mai tại phố sách 19 tháng 12 diễn ra Hội sách Thu 2017. Với những người yêu sách thì sẽ không thể bỏ qua cơ hội được sở hữu những cuốn sách hay, mới với mức giá ưu đãi. Bên cạnh đó là rất nhiều sự kiện về sách với sự góp mặt của những diễn giả nổi tiếng. Hội sách diễn ra trong 3 ngày từ nay đến hết ngày 13 tháng 8 tại phố sách Hà Nội, phố 19 tháng 12 quận Hoàn Kiếm với nhiều chương trình giảm giá sách, bán sách đồng giá hấp dẫn bao gồm bán sách đồng giá 5.000, 10.000, 15.000, tặng 30% giá bìa sách, giảm 30% giá bìa sách tại khung giờ vàng 17-18%. Mỗi ngày sẽ có 50 món quà cho 50 bạn đọc đầu tiên check-in tại hội sách. Ngoài ra, hội sách thu còn có nhiều chương trình giao lưu sách rất thú vị hấp dẫn độc giả trẻ như chương trình giao lưu chọn sách gì khi con chưa biết đọc, giao lưu chủ đề nhà máy sản xuất niềm vui với sự tham gia của diễn giả là tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Books. Tình trạng rác sinh hoạt được người dân vứt bừa bãi ra môi trường đang là vấn đề nhức nhối, đau đầu của hầu hết các địa phương. Không chỉ ở các vùng đô thị, công nghiệp mà ở các làng, các xã cũng đang phải đối mặt với tình trạng này. Rác thải sinh hoạt chất đống là do một bộ phận không nhỏ người dân không có ý thức vứt ra khắp nơi, bất chấp những nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống, sinh hoạt hàng ngày. Ghi nhận của phóng viên VTC14 ở tại Hưng Yên, một điểm nóng về ô nhiễm môi trường nông thôn. Rác chất đống tràn ra lề đường, có đủ loại, từ túi ni lông đến xác động vật chết. Rác thải từ sinh hoạt hàng ngày, tiện đâu vứt đó, và cứ thế rác thải được xả trực tiếp ra đường đi. 3 năm bãi rác tồn tại cũng là hơn 2 năm người dân phải sống chung với ô nhiễm. Chứ dân người ta đi làm, người ta đi tía lúa rồi kể cả đi ra đây cho lợn cho gà ăn rồi đổ rác bừa bãi này thì ai ta chịu được. Bảo mãi rồi nhưng mà người ta không nghe thì người ta cứ thế người ta đổ vung đổ vãi ra thôi. Còn trường bữa này cứ đổ đây nói người ta chửi thôi. Ô thối đánh về là thối lắm, lại lợn gà que nó vứt vào, mời chính quyền lại xả xuống người ta cũng xuống. Lượng rác thải nhiều không được xử lý triệt để, lưu cữu lâu ngày, ruồi nhặng khắp nơi bốc mùi hôi thối, trong khi việc thu gom xử lý rác thải tại khu vực này còn tồn tại nhiều hạn chế. Bất đắc dĩ, người dân đốt rác để dọn rác, nhưng vô hình chung, việc làm này lại thêm ô nhiễm. Việc vứt rác tùy tiện của một số người dân kéo theo những hệ lụy tất yếu đối với môi trường sống. Trong khi rác thải sinh hoạt hiện nay, phần lớn khó tiêu hủy, cần phải được xử lý đúng quy trình. Khi mà nó bắt thông tin hôm nay thì phòng đã trực tiếp về với xã để yêu cầu xã xử lý nghiêm cái lượng rác tồn đọng, di chuyển toàn bộ rác vào trong bãi rác và yêu cầu cấm biển. Như tinh thần chỉ đạo của Sở Môi trường, cấm biển tại cục bãi rác là nghiêm cấm đổ rác không đúng quy định và sẽ giao cho xã là tăng cường các cái lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm mà xử lý đổ rác không đúng quy định sẽ xử phạt đúng theo quy định để mang tính răn đe. Việc thu gom rác chỉ mới nhen nhóm và thực hiện qua loa do nguồn hỗ trợ từ kinh phí môi trường cho địa phương hàng năm còn ít. Còn về lâu dài, để giải bài toán bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm do rác thải sinh hoạt ở các địa phương vẫn là việc nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Mời quý vị cùng đến với phần điểm báo sáng nay của chúng tôi và mở đầu phần điểm báo sẽ là bài viết đăng tải trên trang 1 báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, trang 12 với nhan đề Học toán để làm gì? 19 học sinh từ Bắc vào Nam đã tìm ra đáp án cho câu hỏi trên tại trại hè toán ứng dụng diễn ra từ ngày 3 đến 12 tháng 8 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động từ dự án phi lợi nhuận do nhóm du học sinh Việt Nam khởi xướng, tập hợp anh tài 9X từ các kỳ thi Olympic quốc tế, học sinh giỏi quốc gia và chuyên gia trong nước thực hiện. Nguyễn Vĩnh Khang giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn toán năm 2015, sinh viên năm 3 ngành toán và khoa học máy tính, Đại học Liberty Hoa Kỳ chia sẻ.
Phần lớn mọi người nghĩ toán khô khan, nhưng nếu biết đến toán theo hướng áp dụng thực tiễn thì sẽ thấy nó thú vị hơn, giúp ích cho xã hội. Khối lượng kiến thức lớn nên ban tổ chức đã gửi nội dung bài học cho trại sinh nghiên cứu trước. Và qua hai vòng sơ tuyển thì em tin rằng các bạn đến đây có đủ khả năng và nỗ lực để hiểu áp dụng được kiến thức vào dự án này. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Ủy ban Nhân dân quận 7 nghiên cứu thực hiện không cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ. Và theo đó thì khi làm nhà, người dân chỉ cần đăng ký xây dựng dựa trên những chỉ tiêu quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch hoặc là thiết kế đô thị đã công bố. Thí điểm bỏ giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ, nhan đề bài viết đáng chú ý đăng tải trên trang 6 của báo Thanh Niên. Kiến trúc sư Đinh Ngọc Tuấn cho rằng cần đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nhà lẻ cũng chỉ cần làm như nhà đất trong dự án 1/500, nghĩa là chỉ cần làm bản vẽ kỹ thuật. Khi nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng, chỉ cần nhìn bản vẽ là biết có đúng hay không, trả lời cho người dân trong vòng một nốt nhạc. Cơ quan chức năng lưu bản vẽ đó để sau này làm thủ tục hoàn công và xử lý nếu có sai phạm. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng một số nước không áp dụng cấp phép xây dựng vì họ có quy định các công ty kiến trúc tự chịu trách nhiệm về bản vẽ của mình. Điển hình như là ở tại Úc, Pháp thì người dân muốn xây như thế nào phải vẽ ra và treo trước nhà. Kiến trúc sư ký tên lên đó, bà con xung quanh sẽ biết căn nhà đó xây dựng như thế nào, có đảm bảo khoảng lùi, chiều cao hay không và họ sẽ giám sát. Thưa quý vị, ma trận thủ tục hành chính, doanh nghiệp kêu trời là bài viết đáng chú ý trên trang 5 báo Tiền Phong. Anh Nguyễn Minh Chí, giám đốc công ty Việt House, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, vốn là kiến trúc sư, tích cóp được một số vốn kha khá để lập nghiệp. Thế nhưng khi anh Chí tiến hành làm hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh thì anh mới thấy được nỗi gian truân. Tưởng chỉnh sửa là xong, ai ngờ khi đăng ký sở hữu trí tuệ tên công ty, trong đó có từ House, nghĩa là nhà. Tuy nhiên cơ quan cấp quyền sở hữu trí tuệ cho rằng có một doanh nghiệp khác cũng lập tên doanh nghiệp có từ Home. House và Home trong tiếng Anh đều có nghĩa là nhà, theo đó không được đăng ký. Phải rất chầy chật nhờ vả khắp nơi và nhiều kiểu khác nhau, một năm sau thủ tục mới hoàn tất. Nhắc đến thủ tục hành chính, ông Lý Thành Sinh, giám đốc công ty cổ phần may theo Minh Long, quận 9 cũng rất bức xúc. Mới đây ông Sinh cũng nhanh nhóm ý định mở chi nhánh ở Cần Thơ nhưng bị nơi này hành đến nỗi phá sản dự án từ trong trứng nước. Đường về trông gai của người sau cai là nhan đề bài viết đăng tải trên trang 13 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Khanh, đồng đảng viên quận Gò Vấp ở tại hội thảo năm 2016 của Trung tâm Lên đã nói rằng cai nghiện đã khó nhưng hòa nhập và sống ổn định sau cai mới là khó nhất. Anh từng cảm thấy không còn gì để mất nữa, gia đình cũng không ai cần mình. Anh đi xin việc không ai nhận vì nhìn thể trạng là đoán được. Anh chỉ có một con đường làm phụ hồ và anh quyết tâm rất hẳn, rồi cũng rất được. Nhảy từ dưới hố lên cây khó quá thì anh cứ bò lên mặt đất đã rồi leo tiếp. Anh đem kinh nghiệm của mình để giúp đỡ cho các bạn trẻ đang cai ma túy. Anh hay nói là anh tưởng quá trễ rồi mà còn cai được, mấy bạn đừng lãng phí tuổi trẻ của mình. Công an khu vực thường xuyên thăm hỏi nhắc nhở và nắm rõ những mối quan hệ bạn bè của người sau cai. Chuyển sang bài viết đăng tải trên trang 3 báo Nông thôn ngày nay với nhan đề qua hai vụ việc cán bộ xã phê xấu vào lý lịch của công dân, thiếu giám sát công vụ, người dân mất niềm tin. Ông Lê Văn Quang, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa cho rằng trường hợp cán bộ xã phê vào lý lịch của người dân như các sự kiện xảy ra ở xã An Bình, huyện Nam Sách, Hải Dương và xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội cũng như nhiều vụ gây khó khăn cho người dân khi họ đến xã xin xác nhận vì chuyện gia đình thiếu khoản đóng góp với địa phương là kiểu hành xử giận cá chém thớt. Cán bộ xã không xử lý được bố mẹ thì quay ra hành con cái, khi các cháu đến xin xác nhận lý lịch như vậy là rất tội nghiệp. Chính việc đó làm cho các cháu có dấu ấn vào đời không tốt. Các cháu sẽ có suy nghĩ không tốt về chính quyền, về người lãnh đạo ở địa phương đó. Vẫn theo ông Quang, kiểu cán bộ xã phê vào lý lịch của người dân là kiểu gây áp lực, đè nén người dân. Đây không phải là cách giáo dục tốt để người dân tuân thủ những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hay các quy định ở địa phương. Và tiếp theo, trò chuyện với nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam xung quanh bộ sưu tập áo dài sen vàng với những họa tiết hoa văn được dát vàng và kim loại quý khác tại tuần lễ thời trang danh giá New York Culture Fashion Week. Tìm hiểu về cuộc sống của người dân trên đảo du lịch Guam, nước Mỹ trước các lời cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên. Tranh cãi xung quanh việc một quán cà phê ở Australia tính thêm 18% phí vào thực đơn của khách hàng nam giới với lý do là phái nữ thường ít tiền lương hơn so với phái nam.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thông tin về một nhà thiết kế Việt Nam được mời có bộ sưu tập trình diễn tại tuần lễ khai mạc tuần lễ thời trang New York của Mỹ vào ngày 8 tháng 9 năm 2017 đã thu hút được sự quan tâm của dư luận và làng thời trang Việt. Vì đây là lần đầu tiên một nhà thiết kế của Việt Nam được mời trình diễn khai mạc cùng với các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tại tuần lễ thời trang uy tín bậc nhất toàn cầu này. Cái tên được nhắc tới chính là nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, nhà thiết kế nổi danh từ áo dài, và anh cũng là người đã từng thiết kế những bộ áo dài nổi tiếng cho các nữ chính khách của Việt Nam, đồng thời được mọi người biết đến với việc ứng dụng kỹ thuật dát vàng trên áo. Ngoài việc tự hào vì có một nhà thiết kế Việt Nam được vinh dự lựa chọn để mở màn cho sự kiện thời trang danh giá này, thì nhiều người cũng băn khoăn vì sao những chiếc áo dài dát vàng lại được chọn. Bởi lâu nay với người Việt Nam thì áo dài tượng trưng cho vẻ đẹp kín đáo và không khoa trương. Và phóng viên của Cuộc Sống 24 giờ đã có cuộc trò chuyện với nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam trong thời điểm anh đang tất bật chuẩn bị cho phần trình diễn áo dài dát vàng ở tuần lễ thời trang đẳng cấp này. Nhưng trước hết thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một clip sau đây. Trong bộ sưu tập sen vàng sẽ được trình diễn tại tuần lễ thời trang danh giá này, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam lấy ý tưởng từ những bộ áo dài cưới hỏi của các nàng tiểu thư khuê các thời phong kiến. Thông qua hình ảnh của hoa sen và các họa tiết dân tộc của rối nước trên chất lụa đặc biệt kết hợp với kỹ thuật dát vàng kiêu kỵ, dệt lụa truyền thống Hà Đông, lụa đũi Nam Cao Thái Bình, lụa bảo lộc Lâm Đồng và thêu tay Thường Tín. Tất cả tạo nên vẻ đẹp bình dị nhưng cao sang thuần khiết. Theo anh, dát vàng trên áo khó nhất ở kỹ thuật luyện quỳ, chế tạo vàng dã. Nếu không có sự khéo léo và tinh tế thì vàng sẽ không thể được dát mềm mại và tinh xảo. Xin chào nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. New York Culture Fashion Week là một sự kiện thời trang danh giá của Mỹ và anh là nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên để đại diện mang hình ảnh áo dài tới sự kiện danh giá này. Vậy theo anh thì đâu là lý do mà họ chọn anh? Tôi rất là vinh dự khi được ban tổ chức của tuần lễ thời trang New York Culture Fashion Week, một trong những 4 tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới, họ mời đến để trình diễn. Theo như cái sự chia sẻ của ban tổ chức ấy, thì họ đã biết đến tôi là một nhà thiết kế tác giả của cái bộ áo dài cho chủ tịch quốc hội, nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam trong cái lễ tuyên thệ. Chính vì vậy họ đã để ý đến tôi, và thường thì mỗi năm bao giờ họ sẽ chọn một vài nhân tố nổi bật trên thế giới để họ đưa vào cái tuần lễ thời trang thế giới này, để có thể tạo thêm cái luồng gió mới cho tuần lễ thời trang. Và họ lại càng để ý hơn tới tôi khi tôi sử dụng những cái công nghệ từ những cái làng nghề truyền thống, ví dụ như là dát vàng từ làng nghề Kiêu Kỵ, thêu tay từ Thường Tín từ làng nghề Mỹ Đức Hà Tây, cũng như là cái kim hoàn đá quý ở Hàng Bạc. Và đặc biệt là họ đã để ý thấy cái bộ áo dài sen vàng của tôi ở trong cái lễ hội áo dài Huế 2017. Và từ đó thì họ đã gửi cho tôi một cái lời mời để tới tham dự cái tuần lễ thời trang này. Tôi nhận thấy là anh đã sử dụng cái kỹ nghệ dát vàng ở trên những chiếc áo dài mà anh sẽ mang đến cái sự kiện thời trang này. Vậy lý do gì từ vàng khiến cho anh chọn đây là một nguyên liệu chính để làm nên những cái chiếc áo dài của anh? Thực ra là vàng hay một số cái kỹ thuật cũng như là một số cái chất liệu nó chỉ là cái công cụ thôi. Cái điều mà tôi muốn mang đến cái tuần lễ thời trang thế giới đây đó chính là cái văn hóa Việt Nam. Không chỉ là văn hóa áo dài mà là các văn hóa làng nghề. Bởi vì tôi yêu Việt Nam, tôi yêu những cái sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam. Và tôi muốn thông qua cái bộ sưu tập của mình để có thể mang tới bạn bè thế giới sẽ thấy được là Việt Nam rất là giàu có. Không chỉ là văn hóa mà những cái sản phẩm làng nghề truyền thống tất cả đều là handmade. Mà thế giới bây giờ thì rất là chuộng cái handmade đó. Thường tôi hay phục vụ cho những doanh nhân chính khách. Thì cái số lượng vàng để đưa vào trong áo ấy nó không nhiều, bởi vì nó quỳ vàng nên nó rất là ít. Nhưng mà cái công nghệ để làm lên nó thì nó mới là một cái sự đầu tư. Ở đây không chỉ là công nghệ đầu tư về tiền mà nó còn là thời gian, công sức và là những cái trải nghiệm nữa. Tất cả những cái điều đó, khi tôi làm một cái điều thì tôi phải mất rất là nhiều năm để nghiên cứu để đưa nó vào quần áo. Bởi vì khi là vàng nó rất là cứng, nhưng mà đưa vào trong áo làm nào để nó vẫn tạo nên cái sự mềm mại, nó vẫn tạo nên được cái sự lấp lánh của nó và đặt vào đúng chỗ. Bởi vì nếu như chúng ta đưa vào quá liều thì trở thành đồng bóng, mà đưa vào ít quá thì nó không đủ độ sang. Và cái vàng đây nó phải được kết hợp với những cái kỹ nghệ, những cái thủ công truyền thống cũng như một số chất liệu khác nữa thì nó mới tạo nên được cái vẻ đẹp. Nó có thể gắn với kim hoàn, gắn với đá quý nữa thì nó mới tạo nên được cái vẻ đẹp của nó, và nó chỉ là điểm nhấn thôi. Thường có người nói là ở đâu có vàng thì ở đó có Đỗ Trịnh Hoài Nam.
thì đó là cái điều mà mọi người vẫn thường chia sẻ với tôi. Cái vàng ở đây thì có thể là những cái vàng 4 số 9 tôi lấy từ làng nghề tôi rát vào áo. Thế nhưng mà một cái điều nữa ở đây nó chính là cái văn hóa tôi đưa vào trong áo dài, thì đó cũng chính là một đấy được gọi là vàng. Có nhiều người thì cho rằng chiếc áo dài bản thân nó đẹp ở cái sự kín đáo, nền nã cũng như là giản dị. Vậy thì việc sử dụng những cái nguyên liệu như là vàng hay là kim cương hay là đá quý chẳng hạn, thì liệu có làm mất đi cái bản sắc của chiếc áo dài Việt Nam không? Chắc chắn là có sẽ rất là nhiều người băn khoăn về điều đó. Có những người nói rằng là các nhà thiết kế bây giờ đã phá nát cái áo dài truyền thống. Nhưng mà tôi chỉ nói rằng là như này, cái bộ sưu tập này tôi mang ra tuần lễ thời trang thế giới. Chính vì vậy cho nên là tôi ở đây không phải là bộ áo dài, mà đây là một bộ sưu tập lấy ý tưởng từ áo dài. Tôi lấy từ ý tưởng từ áo dài truyền thống, chứ không phải tôi mang áo dài truyền thống đi để trình diễn cái bộ sưu tập này. Và một cái điều nữa, khi chúng ta hội nhập với thế giới thời trang thế giới thì chúng ta cần phải có cái tính xu hướng. Ở đây chúng ta trong cái thời trang ấy, cái điều quan trọng nhất là phải bắt nhịp với cái thời trang thế giới. Bây giờ rất là nhiều cái nhà mốt như Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, Valentino thì họ đều sử dụng các nguyên liệu quý như và kim hoàn, đá quý và tất cả, nhất là cái đồ Hermes ấy, họ thường đưa những chất liệu quý vào, bởi vì ở đây là cái tuần lễ thời trang là tuần lễ Couture Fashion Week. Couture ở đây có nghĩa định nghĩa là gì? Tất cả cái thời bộ thời trang này chính là những cái sản phẩm được may đo đơn chiếc là thứ nhất. Cái thứ hai, tất cả đều được làm thủ công đơn chiếc. Cái thứ ba, nó là phải sử dụng những cái nguyên liệu cao cấp thì mới được gọi là couture. Vài năm trở lại đây thì có thể nói là anh có những bộ sưu tập áo dài đã được trình diễn trong rất là nhiều những sự kiện thời trang lớn của Việt Nam cũng như là thế giới. Vậy thì nhiều người cũng cho rằng là việc mà sử dụng những cái áo dài mang tính trình diễn như thế sẽ rất khó để ứng dụng trong cuộc sống của đời thường. Nó sẽ rất xa vời. Anh nghĩ sao về điều này? Những cái thiết kế của tôi là dành cho những cái dịp lễ hội quan trọng, cho những cái tiệc cưới, là cái ngày trọng đại, thì các bà mẹ vợ mẹ chồng, những bà đấy, những cái người mẹ đấy, họ xứng đáng được đẹp, xứng đáng được tỏa sáng trên sân khấu. Họ phải là những người số 1 ở đó, không được lẫn vào trong những người khách hàng, những người quan khách đến tham dự. Tôi có một câu chuyện như thế này. Khi tôi thiết kế, trước đây tôi cũng như tất cả những nhà thiết kế khác thôi, tôi thiết kế những cái bộ áo dài và tôi chiều lòng những người khách hàng, tôi làm rất là ứng dụng, tôi làm những cái bộ áo dài. Thế thì những cái người mẹ đó trong cái đám cưới thì tôi nhận được vài phản hồi. Họ nói rằng là những cái bộ áo dài của chị nó bị lẫn trong đám đông, chị không trở thành một cái người đặc biệt ở trong đám cưới đó, mà chị đáng nhẽ trong cái buổi tiệc cưới đó chị phải là người được tôn vinh, thậm chí hơn là cô dâu. Bởi vì là những người mẹ, người đã hy sinh hết cả cuộc đời mình rồi. Và đó chính là những lời nhắc nhở của một người khách hàng. Để tôi càng đi sâu và tôi nghiên cứu, tôi sẽ phải tôn vinh những người mẹ đó. Chính cái điều đó nó cũng là cái ý tưởng cho tôi. Để dịp tới đây, trong cái chuỗi sự kiện vẻ đẹp Việt Nam, tôi sẽ tổ chức một cái lễ hội dành cho 100 bà mẹ mặc cái áo dài trong ngày cưới hỏi con, để tạo nên một cái kỷ lục mới cho Việt Nam. Thì đó chính là cái ý tưởng. Áo dài của tôi là phục vụ đúng cái không gian và thời gian. Ngoài ra thì những cái bộ áo dài dành cho chính khách, thì tất cả những cái bộ đó tiếp những cái vị tổng thống, những cái quan chức lớn, thì nó phải có những cái nét độc đáo, chứ nó không thể như một bộ quần áo dài đời thường. Hoặc là dành cho những người nổi tiếng, là những cái showbiz, những cái người nổi tiếng, diễn viên, những người mẫu, hoa hậu, họ xuất hiện trên sân khấu thì họ là người đặc biệt, thì họ xứng đáng có những bộ áo dài đặc biệt. Còn những bộ sưu tập của tôi trình diễn trên sân khấu thì thực ra nó là những bộ sưu tập ứng dụng trong những cái thời điểm đó. Thế nhưng mà khi lên sân khấu ấy, nó sẽ có những cái phụ trang, phụ kiện để sân khấu hóa, nó phù hợp với không gian của sân khấu. Thì đó là cái điều đặc biệt. Nhưng mà khi mà nó ra đời thường thì sản phẩm của tôi là sản phẩm couture. Tôi sẽ thiết kế từ những ý tưởng đó, nhưng mà biến nó thành đời thường thì nó sẽ vào phong cách của từng người một. Xin được cảm ơn anh và chúc anh sẽ tiếp tục đưa được những cái hình ảnh của chiếc áo dài Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Xin cảm ơn anh một lần nữa. Và tiếp theo chúng tôi sẽ điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 12 tháng 8. Ngày hôm nay tại Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức họp bàn về các giải pháp bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng xanh. Tăng trưởng xanh đã trở thành chiến lược quốc gia từ tháng 9 năm 2012 với các nhiệm vụ quan trọng là giảm cường độ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xanh hóa sản xuất và xanh hóa lối sống, thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Bắt đầu từ hôm nay, toàn thành phố Hà Nội ra quân thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt muỗi diện rộng, kết hợp tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết.
Theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, chiến dịch này phải duy trì thường xuyên, liên tục các tuần làm việc cho đến ngày 4 tháng 9 năm 2017. Ngày hôm nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo Takumi Project 2017. Hội thảo là cơ hội để các kỹ sư trẻ gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia trong lĩnh vực phát triển kỹ sư cao cấp đến từ tập đoàn nhân sự lớn nhất Nhật Bản, Takumi Engineer Việt Nam đang làm việc tại các tập đoàn ô tô hàng đầu Nhật Bản và tìm hiểu cơ hội trở thành Takumi Engineer tại Nhật Bản cũng như tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt của Takumi Engineer tại Nhật Bản. Ngày hôm nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng sẽ diễn ra chương trình ca nhạc Để nhớ một thời ta đã yêu với sự góp mặt của cặp song ca nổi tiếng Bằng Kiều, Minh Tuyết. Ngoài ra các giọng ca như Uyên Linh, Mai Lan, Quang Huy cũng góp mặt để cống hiến cho khán giả yêu âm nhạc thành phố Cảng những giai điệu trữ tình ngọt ngào, mê đắm và đầy cảm xúc. Vở kịch Kiều do nghệ sĩ nhân dân Anh Tú đạo diễn, nhà văn Nguyễn Hiếu chuyển thể kịch bản, có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Diễm Hương, Quỳnh Hoa, Tô Dũng, Minh Hiền, Phương Nga sẽ được công diễn vào tối nay tại Nhà hát lớn Hà Nội để phục vụ người hâm mộ. Kiều là một trong số ít các vở kịch được yêu thích bởi các yếu tố mới lạ khi kết hợp giữa múa, thơ, động tác, thể hình. Từ ngày hôm nay, triển lãm nghệ thuật Global Art với chủ đề Đa văn hóa sẽ chính thức mở cửa cho công chúng thưởng lãm tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Tại đây, 13 nghệ sĩ trẻ đến từ các quốc gia châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông kể lại những câu chuyện về xu hướng đa văn hóa tại đất nước của họ bằng ngôn ngữ điêu khắc thông qua các tác phẩm nghệ thuật của mình. Đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ nằm ở Tây Thái Bình Dương, đã trở thành cái tên gây chú ý trong những ngày gần đây sau khi Triều Tiên tuyên bố đã xem xét kế hoạch tấn công tên lửa vào hòn đảo này. Tuy nhiên, cuộc sống tại hòn đảo du lịch nổi tiếng này dường như không có nhiều biến động và mọi hoạt động của người dân trên đảo du lịch thiên đường này vẫn diễn ra bình thường, bất chấp lời cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa của Triều Tiên. Đảo Guam là nơi Mỹ đặt nhiều căn cứ quân sự với sự hiện diện của hàng loạt máy bay chiến đấu cũng như các tàu hải quân. Mặc dù lời cảnh báo tấn công của Triều Tiên có thể khiến nhiều nước lo ngại, nhưng cho đến hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng hoảng loạn hay một cuộc di dân trên hòn đảo 163.000 dân này trong những ngày qua. Tôi sợ hãi chút thôi, nhưng rồi tôi nghĩ đó cũng chỉ là một lời đe dọa không hơn không kém. Chúng tôi vẫn phải sống cuộc sống của mình, có lo lắng thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Guam được ví như một tàu sân bay vĩnh cửu của Mỹ ở Thái Bình Dương và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Washington. Hiện Mỹ đang duy trì căn cứ không quân Anderson và căn cứ hải quân Guam trên đảo. Với vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có, Guam cũng là nơi thu hút lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôi thực sự không quá lo lắng về việc đó. Tôi cảm thấy đó là một ý tưởng khá ngớ ngẩn để có thể thực sự xảy ra. Tôi biết Guam là một mục tiêu tấn công hàng đầu vì đây là khu vực quan trọng của Mỹ. Nhưng tôi cũng tin rằng chính phủ Mỹ sẽ bảo vệ chúng tôi. Vì thế tôi cảm thấy vẫn ổn. Theo Reuters, trong những ngày này, sân bay quốc tế tại Guam vẫn chật cứng khách du lịch với lượng khách trung bình từ 10 đến 15.000 người một ngày. Các cửa hàng và phương tiện giao thông tại Guam vẫn mở cửa hoạt động bình thường để đón khách du lịch. Vào ngày 21 tháng 8 tới, hàng triệu người Mỹ sẽ có được cơ hội hiếm hoi trải nghiệm nhật thực toàn phần khi mặt trăng sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời. Thế nên rất nhiều người dân Mỹ đang háo hức để được chứng kiến một hiện tượng thiên văn hiếm hoi này. Và cùng với đó thì các nhà chức trách Mỹ cũng cảnh báo tới người tiêu dùng khi thị trường kính giả để ngắm nhật thực đang được bán tràn lan. Nhà chức trách Mỹ cho biết những chiếc kính giả cũng được gắn nhãn mác của nhà sản xuất khiến người tiêu dùng khó nhận ra. Đồng thời, người tiêu dùng Mỹ cũng được cảnh báo nên tránh xa những mặt hàng không rõ xuất xứ với chất lượng không an toàn. Bởi thực tế, kính giả không đạt chất lượng, nếu sử dụng để ngắm nhật thực sẽ bị hỏng các tế bào võng mạc, thậm chí có thể dẫn đến mù lòa. Để tránh mua phải hàng giả, người tiêu dùng có thể lên trang web của Hiệp hội Thiên văn Mỹ để tìm mua những chiếc kính tốt nhất. Chúng tôi đã đặt mua một số lượng lớn kính để ngắm nhật thực. Chúng tôi sẽ phát miễn phí ở trạm cứu hỏa. Nếu quan sát nhật thực mà không có chiếc kính đặc biệt chống tia cực tím thì rất có hại cho đôi mắt. Những chiếc kính chất lượng tốt sẽ có bộ lọc năng lượng mặt trời giúp bảo vệ mắt người quan sát. Được biết, trung bình, nhật thực xảy ra ở những địa điểm bất kỳ trên trái đất 18 tháng một lần. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 1979, nhật thực có thể được nhìn thấy từ hơn 48 tiểu bang của Mỹ.
Hiện nay tại nhiều bang của nước Mỹ thì hàng trăm cộng đồng dân cư đã hình thành gần các khu đất trồng cây thuộc vùng ngoại ô. Sự phát triển nông thôn theo hướng này được gọi là agrihood, tạm dịch là xóm làm vườn. Đây là nơi mọi người phần lớn là từ thành thị mới chuyển đến, có thể trồng rau sạch để sử dụng hoặc là trao đổi với những người hàng xóm. Và chúng ta hãy cùng đến thăm một xóm làm vườn ở tại thành phố Ashburn, bang Virginia để hiểu thêm về mô hình làm nông đang được nhiều người Mỹ lựa chọn. Những đứa trẻ này đang tham gia thu hoạch nông sản. Các em tỏ ra rất vui khi làm việc trong vườn. Với đa số các em, được hái quả mâm xôi hoặc cà chua chín mọng là điều rất tuyệt vời trong những ngày nghỉ hè. Ngoài ra, khi được ra vườn làm việc, các em còn có thể bắt gặp được nhiều sinh vật mà trước đây mình chưa hề biết. Hôm nay chúng ta sẽ có món rau trộn với cà chua và dưa chua rất ngon đây. Bà Bonnie Moore cũng là người phụ trách việc nấu ăn tại nông trại. Bà thường hướng dẫn trẻ em trong xóm làm vườn này thu hoạch hoa quả từ khu vườn rộng hơn 120 hectare thuộc thành phố Ashburn với tổng diện tích gần 930 hectare, bao gồm khu bảo tồn tự nhiên cùng mảnh đất làm vườn kể trên. Đây được xem là xóm làm vườn rộng nhất nước Mỹ. Hiện có hơn 200 xóm làm vườn được lập tại nhiều bang của nước này. Không chỉ hình thành tại các vùng ngoại ô, một số khu dân cư còn xuất hiện giữa lòng thành phố, chẳng hạn như xóm làm vườn North End tại thành phố Detroit. Những khu dân cư dạng này giúp các gia đình sống gần gũi với thiên nhiên hơn. Nhiều em tỏ ra rất hãnh diện khi có thể tự trồng và thu hoạch nông sản. Em cảm thấy rất tự hào khi mình đã trồng, sau đó thu hoạch và bây giờ được cắt cà chua để ăn. Không chỉ tham gia trồng cây, trẻ em tại các xóm làm vườn còn được học thêm cách dọn cỏ mới mà không cần dùng máy cắt cỏ, đó là cho đàn dê ăn cỏ. Nhiều bậc phụ huynh cho biết các con của họ đã quen với cuộc sống mới. Các em thích được ra vườn hơn là ngồi mãi trong nhà chơi các trò chơi điện tử như lúc sống ở thành phố. Thật tuyệt vời. Các con tôi nay không những biết rõ nguồn gốc các loại thực phẩm mà còn có lối sống năng động, tốt cho sức khỏe hơn. Ngoài ra, đa phần các xóm làm vườn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng như mở tiệc mừng mùa thu hoạch nông sản, lập các phiên chợ để trao đổi nông sản, mở lớp dạy nấu ăn cho trẻ em. Và qua những dịp này, các gia đình sẽ có dịp giao lưu, thắt chặt tình cảm lối xóm với nhau, cũng như tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Các nhà khoa học đã ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong lĩnh vực dược phẩm nhằm giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như giảm mạnh chi phí trong quá trình phát triển những loại thuốc mới. Nhờ sự trợ giúp đắc lực của AI mà chúng ta có thể nhanh chóng xác định các phân tử hứa hẹn để từ đó nhanh chóng đưa vào sản xuất dược phẩm chữa bệnh hiệu quả hơn. Mới đây nhất là hợp đồng trị giá 43 triệu đô la Mỹ được ký kết giữa Andrew Hopkins, giáo sư khoa tin học y tế, Đại học Dundee, kiêm giám đốc điều hành công ty phát triển thuốc dựa trên nền tảng trí thông minh nhân tạo, đặt trụ sở tại Scotland với công ty dược phẩm của Anh. Giáo sư cho biết, sự hợp tác chặt chẽ giữa trí thông minh nhân tạo và con người giúp xác định chính xác hơn những phân tử có tiềm năng chữa bệnh mà chỉ tốn 1/4 thời gian cũng như 1/4 phí tổn so với mức đòi hỏi thông thường. Bên cạnh đó, công ty nghiên cứu dược phẩm Anh Benevolent Bio cũng đưa ra trí thông minh nhân tạo vào việc phát triển những loại thuốc mới. Chúng tôi đã sử dụng phần mềm Deep Learning được vận hành trên siêu máy tính có chức năng phân tích nguồn dữ liệu khổng lồ và từ đó tìm kiếm những phân tử mới chứa những bệnh liên quan đến mô thần kinh mà không gây tác dụng phụ có hại đến tim hay gan. Được biết, hiện công ty đang thử nghiệm hai loại thuốc mới chữa căn bệnh nguy hiểm rằng bệnh liên quan đến hệ thần kinh vận động gây đau đớn khủng khiếp cho bệnh nhân một cách hiệu quả hơn và dự kiến chuẩn bị tung ra thị trường trong tương lai gần. Sau khi được cấp bằng sáng chế, công ty sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ các công ty dược phẩm khác để phát triển thuốc. Tại Nepal có một hủ tục lạc hậu song vẫn còn rất nhiều người thực hiện, đó là tục tạm đuổi những người phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt ra khỏi nhà. Tục lệ này còn được biết đến với tên gọi là Chaupadi. Trong một nỗ lực nhằm loại bỏ Chaupadi ra khỏi xã hội, giới lập pháp Nepal mới đây đã thông qua đạo luật xử phạt những người có hành vi kỳ thị phụ nữ đang trong ngày đèn đỏ. Theo luật trên, bất kỳ ai thực hiện hủ tục Chaupadi sẽ bị phạt 3 tháng tù giam và 3.000 rupee, tức khoảng 670.000 Việt Nam đồng. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động vì quyền nữ giới bày tỏ lo ngại luật mới sẽ khó phát huy hiệu quả bởi hủ tục Chaupadi đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Nepal.
Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều phụ nữ phải thực hiện hủ tục Chaupati. Dù đã rất nỗ lực để thay đổi, nhưng đàn ông Nepal rất cổ hủ, khó mà thay đổi được. Vì thế tôi chắc chắn rằng cuộc chiến này sẽ không dễ dàng gì. Theo tục lệ xưa của người Hindu, phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt hoặc vừa mới sinh con xong bị xem là không trong sạch hoặc gây ra những điều xui rủi. Họ bị đuổi ra khỏi nhà trong khoảng thời gian này và phải ngủ trong những túp lều hay chuồng nuôi gia súc. Tôi nghĩ nếu mình không thực hiện Chaupati thì những điều xấu sẽ xảy đến. Thế nên cứ đến tháng là tôi lại làm theo lời những người đàn ông trong nhà tôi bảo phải làm. Các cô gái đến ngày thậm chí còn bị cấm tiếp xúc với một số món ăn, nhà vệ sinh và vật dụng giặt giũ trong gia đình. Mới đây nhất hồi tháng 7 vừa qua, một bé gái trong kỳ kinh nguyệt đã bị tử vong do bị rắn cắn khi đang ngủ trong một túp lều ngoài nhà. Phẫn nộ trước việc phái nữ thường phải chịu nhận tiền lương thấp hơn so với phái nam, một quán cà phê ở Australia đã tự mình giải quyết vấn đề bằng cách là tính thêm 18% phí vào thực đơn của khách hàng nam giới, cho thứ tiền gọi là thuế sai biệt lương bổng giới tính. Tuy nhiên, quy định này đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận và trên các phương tiện truyền thông xứ Cho Tôi. Quán cà phê Handsome Her nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của Brunswick, vốn là một quán cà phê dành cho người ăn chay. Bên ngoài quán cà phê có một tấm bảng đen mô tả rằng đây là một nơi của phụ nữ dành cho phụ nữ. Trong đó, phụ nữ sẽ được ưu tiên chỗ ngồi, nam giới phải trả thêm khoản phụ phí 18% để phản ánh sự chênh lệch lương về giới. Cứ một tuần mỗi tháng, chúng tôi lại áp dụng quy định thu thêm 18% phí đối với khách hàng nam. Theo tính toán năm 2016, lương trung bình của phụ nữ Australia làm toàn thời gian thấp hơn 17,7% so với phái nam làm cùng công việc. Tôi nghĩ khoản phí này cũng công bằng thôi. Hãy nghĩ về thế giới và sự chênh lệch giới tính hiện tại. Chủ quán cà phê hy vọng quy định đánh thuế phụ trội đối với các quý ông sẽ làm dấy lên một cuộc thảo luận về sự cách biệt lương bổng giữa hai giới, từ đó có những mức chi trả tương xứng hơn đối với nữ giới. Các bãi chuồn lấp rác thải đến nay vẫn là vấn đề làm đau đầu giới chức của nhiều quốc gia trên thế giới. Dù đa phần các bãi thải đều nằm xa khu dân cư, tuy nhiên vẫn gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong khu vực chuồn lấp rác. Tuy nhiên trong tương lai thì điều này sẽ thay đổi với dự án mới của các nhà nghiên cứu đến từ Bỉ. Với dự án mới mang tên là New Mind thì các thành viên nhóm nghiên cứu đã tìm ra cách để biến chất thải tại các bãi chuồn lấp thành vật liệu xây dựng như là gạch, xi măng thân thiện với môi trường. Theo nhóm nghiên cứu, đây là phương pháp mới đầy hiệu quả để bảo vệ môi trường. Nếu chứng minh được tính khả thi, nhóm nghiên cứu sẽ được phép khai thác hơn 150.000 bãi chuồn lấp rác thải hiện có trên khắp châu Âu. Mục tiêu của dự án là khai thác tiềm năng của chất thải từ các bãi chuồn lấp. Chúng tôi sẽ xử lý và lọc ra những thứ còn có thể tái sử dụng được, biến chúng thành vật liệu xây dựng, nhiên liệu thay thế. Nhờ đó không những giảm lượng chất thải đổ ra môi trường mà còn tạo ra lợi nhuận từ rác thải. Hiện nhóm nghiên cứu vẫn đang tiếp tục tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả của phương pháp mới. Bên cạnh đó, họ còn tiến hành song song với một dự án khác của trường Đại học Leuven, trong đó tập trung nghiên cứu cách thức chiết xuất chất khoáng và kim loại từ rác thải công nghiệp để tái sử dụng cho việc sản xuất các sản phẩm năng lượng xanh như tua bin gió hoặc các tấm pin năng lượng mặt trời. Dự án New Mind đã được Liên minh châu Âu EU và các nhà nghiên cứu đầu tư ban đầu 4,5 triệu đô la Mỹ với kỳ vọng một ngày nào đó, các tòa nhà lớn trên khắp châu Âu đều sẽ sử dụng loại gạch và xi măng được tạo ra từ chất thải. Tại nước Đức, bức tường Berlin ngăn cách phần đông và tây thành phố là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của chiến tranh lạnh. Sự sụp đổ của nó dẫn đến thống nhất nước Đức và đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử thế giới hiện đại. Mới đây, những người nghệ sĩ đã tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật sắp đặt để phản ánh lại cuộc sống xung quanh bức tường lịch sử này. Theo đó, những người nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên nước Đức đã cùng nhau tạo ra một bức tranh tường dài 229 mét, khắc họa lại cuộc sống của người dân bị ngăn cách bởi bức tường Berlin. Đồng thời, những dấu mốc lịch sử quan trọng và những diễn biến xung quanh cuộc chiến tranh lạnh cũng được ghi lại trên bức tường, giúp du khách và người dân có cơ hội ôn lại lịch sử. Được biết, vào ngày 13 tháng 8 năm 1961, chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức bắt đầu dựng hàng rào và bức tường chống phát xít giữa Đông và Tây Berlin. Mục đích chính thức của bức tường Berlin là nhằm ngăn những kẻ phát xít phương Tây vào Đông Đức.
Những tác phẩm nghệ thuật trên bức tường Berlin đã giúp chúng ta ôn lại lịch sử và hiểu được cuộc sống của những người đã từng cố vượt qua bức tường này trong quá khứ. Họ đã thiệt mạng. Kết quả là trong suốt 28 năm tồn tại, bức tường Berlin có hơn 190 người đã bị bắn chết khi đang tìm cách vượt qua biên giới này để sang phía Tây. Một trong số những trường hợp đầu tiên và được biết đến nhiều nhất là Peter, một cậu bé 18 tuổi, bị một lính gác bắn khi đang trèo qua tường. Hiện những gì còn lại của bức tường Berlin có thể tham quan được chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng chiều dài 167,8 km. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.